Truyền thông Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, hôm nay thì chúng em lại lên sóng cho anh em một combo karaoke. Với cái mẫu này thì chúng ta có thể sử dụng cho không gian gia đình và sử dụng cho những cái ngày cuối năm, những ngày Tết, những cái bữa liên hoan. Và trong cái bộ combo này thì chúng em đang có cái mức giá rất là yêu thương để anh em có thể mua sắm nhé. Và hôm nay thì em sẽ review chi tiết một bộ combo cấu hình chuẩn để anh em có thể tham khảo. Đầu tiên thì chúng em đang giới thiệu với các bác một dòng loa đến từ thương hiệu Master. Đấy, dòng sản phẩm này thì được trang bị bát 30. Đó, và củ bát thì được trang bị là từ 190 con 76. Và chép của nó thì sẽ được trang bị chép Nelby anh em nhé. Và với cái dòng chép Nelby thì các bác đã biết rồi. Hiện tại thì cái dòng chép Nelby nó chọn cái chất âm nghe cực kỳ là sáng tiếng này, không bị chóe, chói tiếng. Đó, và đó là cái công nghệ mới nhất của cái dòng chép Nel. Đó, và cái dòng chép Nelby này thì thường nó cũng sẽ đắt hơn những cái dòng chép thông thường khác. Đó, cho nên là nó sẽ có cái chất âm nó mượt mà nhất và ngọt ngào nhất. Đấy, và với cái dòng chép Nelby mà lại kết hợp với một cái gợ bát loa công suất lớn đấy, từ 190 con 76 thì nó sẽ làm cái sự kết hợp cực kỳ là hài hòa. Đấy, cho chúng ta nghe cảm giác nó đầy đủ cái chất âm như là bát trung chép nó sẽ đều nhau. Đấy. Và với những cái dòng loa khác thì có thể là họ thiết kế là một là chép nó sáng hơn, nó nghe nó mạnh hơn là cái tiếng bát. Đó, kiểu như là chúng ta nghe là tiếng chép nó bị, nó làm cho cái tiếng bát nó bị mờ đi, bởi vì chép họ ghép là cái công suất nó lớn hơn của bát. Thế nhưng mà với cái dòng loa này thì bát và chép nó sẽ đều nhau, nó sẽ đều nhau. Đấy, nghe rất là hay, tí tách rất là hay nhá. Đó, và thường thì anh em nghe nhạc, có gu nghe nhạc thường thì là sẽ thích nghe là cả ba giải nó đều nhau hơn. Đấy, rồi tiếp theo nữa về cái thiết kế của cái thùng này. Đấy, của nó nhá, vỏ gỗ ván ép anh em nhé, chứ không phải gỗ mùn cưa đâu. Đây là cái vỏ thùng này nó cũng rất là cao cấp rồi. Đấy, và đến từ thương hiệu Master. Và đây anh em thấy, em sẽ cho anh em quay đằng sau này để chúng ta có thể nhìn công suất và có thể là dễ dàng để ghép với lại quả đẩy nhá. Đó, thùng này hôm sau thì chúng ta sẽ có là hai cái lỗ thông hơi. Đó, hai lỗ thông hơi này thì nó sẽ là tạo cho chúng ta cái áp lực tiếng bát khi mà chúng ta đặt ở gần tường nhá. Đấy, cái này nó sẽ có tác dụng, rất là có tác dụng khi mà chúng ta để gần tường, nó sẽ nghe cái tiếng nó sẽ chắc tiếng hơn và bát nó dày tiếng hơn. Và đó là cái mục đích mà họ đặt cho chúng ta hai cái nội thông hơi vào trước. Rồi cấu hình đằng sau đây nó sẽ là model của nó là S112 Pro này. Công suất này 600W nhé, 600W, cho nên là em sẽ phải sử dụng con đẩy là 800. Rồi trở kháng 8 ohm. Đấy, trọng lượng có luôn là 19kg anh em nhé. Đó, một dòng loa cực kỳ là cao cấp luôn. Đây, các bác thấy không? Các bác có thể vào masteraudio.com để có thể là tìm hiểu thêm về cái thông tin của dòng loa này. Đó, và tiếp theo nói về cái bộ karaoke thì chúng ta không thể thiếu được những cái dòng loa siêu trầm đúng không ạ? Và siêu trầm này thì em sẽ sử dụng một chiếc siêu trầm đến từ thương hiệu BS Center Acoustic. Và cái dòng siêu trầm này thì về nói về cái thiết kế nhá, anh em thấy rằng nó được trang bị là màu cánh gián này rất là đẹp, vỏ vân gỗ nhé, vỏ vân gỗ màu cánh gián. Và cái e căng ở đây thì họ làm cho chúng ta một cái e căng lưới, mà cái lưới đây nó là lưới thưa, nó gọi là e căng vải. Đấy, nhìn chúng ta thấy rằng là nhìn từ cái e căng và chúng ta nhìn được trực tiếp cái củ bát bên trong. Và cái ý đồ của họ làm ở đây đó chính là họ muốn khoe cái củ bát. Đấy, cái củ bát nó rất là chất lượng, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, vỏ gỗ đẹp này, nhìn củ bát cũng rất là đẹp, công suất rất là lớn nhá. Đấy, thế thì khi mà chúng ta sử dụng với những cái dòng loa siêu trầm này,
chúng ta vừa trang trí đẹp mà trong khi đó chúng ta vẫn có cái chất âm, trải nghiệm được chất âm rất là hay. Đó, thì đây là cái mà chúng em mong muốn là mang tới cho anh em những cái sản phẩm mà chất lượng, giá thành tốt để anh em có thể tham khảo nhé. Đấy, bát 30 con này thì được trang bị là nguồn xuyến này, mạch cán H, nguồn xuyến mạch cán H anh em nhé. Rồi nói đến dàn máy thì ở đây em đã trang bị cho anh em một chiếc đẩy công suất đến từ thương hiệu NA, hàng chính hãng, mã là DB2800, DB2800 này. Và loa 600 rồi thì chúng ta sẽ phải sử dụng là công suất nó lớn hơn loa một chút, đó là 800W một kênh. Đấy, như vậy thì với cái công suất của loa và đẩy như thế này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm để sử dụng thời gian dài. Đấy, bởi vì là chúng ta đang ghép theo đúng khoa học. Đấy, để cho cái chất âm nó khai thác được cái chất âm của loa nó tốt nhất và khai thác cái công suất của loa tốt nhất anh em nhé. Đó, và tiếp theo là em trang bị cho anh em là một chiếc vang số đến từ thương hiệu NA này. Ở đây chúng ta sẽ có hai thiết bị đồng bộ, đó là đẩy công suất và vang. Đấy, hai cái thiết bị rất là quan trọng đúng không ạ? Và vang NA này có mã là XT300+. XT300+ anh em nhá. Một mẫu vang được trang bị chip đời rất là cao. Đấy, đời rất cao và cái vang này nó thuộc vòng vang cao cấp rồi. Đấy, anh em muốn tiếng nhẹ nhạc hay, tiếng mic hay thì chúng ta nên sử dụng những cái dòng DB nó trang bị chip cao một chút, thì để cho chúng ta có cái trải nghiệm về nhạc và về hát nó đều được hoàn hảo. Đó, thì với cái cấu hình này của con vang số thì em đã setup sẵn cho anh em rồi. Đấy, ba cấu hình 1 2 3. Đấy, ba cấu hình này thì em sẽ cài là hát echo reverb và hát reverb, và tiếp theo nữa là chúng ta có thể chọn là ở mức là nghe nhạc mode 3 này, anh em có thể sử dụng mode 3 này để làm nghe nhạc vàng anh em nhá. Và cuối cùng thì em ghép cho anh em là một bộ mic không dây đến từ thương hiệu VKTV, mã là KF8 nhé, mã KF8. Đây là cái dòng mic mà chúng em đã giới thiệu khá là lâu rồi. Đó, một trong những cái sản phẩm được trang bị công nghệ tối tân nhất hiện nay, cao cấp nhất hiện nay, đó chính là dòng mic bóng đèn. Đó, mic bóng đèn anh em nhé. Và con này thì được trang bị hai bóng đèn cho hai tay mic này. Đó, màn hình rất là to, sáng, rõ ràng này. Đấy, và tay mic thì nhìn rất là đẹp và chất lượng nhé. Đấy, tay mic của nó đây các bác này. Đó, rất là đẹp, hàng chính hãng của VKTV. Đó, và với bộ combo này thì chúng em đã hầu như là toàn sử dụng những sản phẩm cao cấp thôi. Đấy, loa chất lượng cao này, loa chép neo bi từ 190, rồi siêu trầm đẹp, công suất lớn, mạch cắt hát mà chúng em sử dụng ở đây là toàn gọi là đưa những cái vũ khí hạng nặng ra để có thể là ghép lên một cái combo để anh em có thể là trải nghiệm, và em đã set up sẵn rồi. Đấy, tiếng cái bộ mic này thì tiếng cái bộ combo này tiếng rất là hay, từ nghe nhạc như cái đoạn nghe nhạc ban đầu em đã test cho anh em á, nghe nó rất là feel, chắc tiếng đúng không ạ? Không bị nhòe, không bị chóe. Đấy, bass đánh rất là sâu đậm tiếng. Đó. Thì khi mà anh em mua combo này, tất cả những cái dây jack kết nối thì em sẽ tặng miễn phí hoàn toàn cho anh em hết nhá. Và miễn phí ship luôn cho anh em. Đấy, miễn phí ship luôn cho anh em. Đấy, giá thành thì hiện tại thì chúng em đang có mức rất là rẻ để phục vụ anh em chơi Tết nhá. Đấy, cho nên anh em nào mà thích cái combo này thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ để chúng em tư vấn hỗ trợ, và xin chào các bác.